Đây, 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 đây. Đây, đây ngồi cho tao. Mình tiếng một. Ủa, nhỏ này tao đâu có đi. Ăn đã quýnh hơn. Nhỏ này đâu có đi đâu. Dông bà theo nó là khiến là nó đi là ở chỗ chặt. Rồi, xin chào cô chú anh chị nha. Hôm nay thì Bảnh tiếp tục đến thăm bé Yến. Hôm nay như thế nào chú anh chị? Hello Yến. Trời, nó tươi, tươi quá con. Mới ngủ thì dậy vậy? À Yến, bác nhà hả? Ăn cơm chưa? Nay được gì ăn cơm tha? Được gì ăn cơm? Cá, cá mua cá biển à? Cá biển à? Mua chiên à? Yến nay phải không con? Phải không? Phải không? Thở gì? Vậy. Đó ăn ha, bữa giờ. Thì nó vậy đó, nó đỡ hơn bồ lạng, mình đỡ hơn mà có lúc mình không có ấy, hồi lúc về tới vợ đỡ hơn nhiều lắm. Đỡ hơn nhiều không? Ừ. Bình thường vậy. Ê, ngồi chơi cho nó ngồi đi. Ngồi ê, ê lưng đi. Đồ, đồ. Thích ra con. Thích ra con. Đi xích đi đâu? Và cột tóc lại nữa, cột tóc nữa, để dài đi khỏi cột, chải tóc cho nó đi đây. Anh cột anh vô hai ba cái sừng, cái tủ đó đúng ra dời ra cho nó ngủ, đừng cho nó thấy cái tủ đó, thấy kiến ngủ đối nó nằm kiếm. Nó quay qua quay ra ngoài mà tại ta kỵ là ngủ ngồi thấy kiến tha. Nó đây đây nằm cái nó quay ra chứ nó không quay vô. Này, thấy Yến nói chuyện này. Không? Nói chuyện vui không? Ngồi gần Yến nói chuyện ngay, hỏi Yến ngay. Đồ biết. Nói gì? Ê! Cô chả gửi về nhóc hết trơn luôn. Ủa, nhận đồ được rồi hả? Ờ. Gửi cho nó, gửi cho em nữa. Ủa, anh có quà không? Gửi nhóc thân nè rồi. Tại ở nhà rồi không có mặt nè. Đến mặt. Mặt có vừa không? Biết là mặt là đẹp không biết? Bảo biết. Mặt cho cô coi đây. Ờ, mặt cho cô coi đó. Mặt cho cô kìa. Coi đi. Gài không có quay cho cô coi đi con. Yeah. Ủa cái đồ chơi không biết được ta. Mặt là đẹp kìa. Wow, nay lớn dữ ta, mặt là đẹp ta. Có cái cô ở bên biết Canada hay gì, không biết ở đâu. Canada hả? Rồi hỏi địa chỉ, hỏi địa chỉ nhà con ở đâu. Ừ. Với bà gửi tiền mua bà Phật gì để lên. À, có mạnh thằng Quân, rồi anh kiếm chỗ để Phật chưa? Chỗ, từ nãy đi rồi. Không, mình mua cái đó thì nào có. Thỉnh, cái đó là chỉ mua thì mình thỉnh với người khai khẩu. Rồi anh có cho địa chỉ cho cô chưa? Okay. Có rồi, mới ở Ngọc okay. Được nè. Okay. Ở Ngọc Được, xã Hương Thành, tỉnh Bạc Liêu. Thì là ấy cái là gì gửi cái là to là số điện thoại anh nữa này là tới rồi với ghi cái số điện thoại là được rồi dạ, đó nó khỉ kìa nó khỉ kìa nay biết giỡn nè đái à đái à đái đái hoài vậy khi đái à kêu nó đi đái kìa nó quen á kêu đái ê giỡn kìa bà cô kìa cô bà cô tới kìa cô ơi. Cô vô đi ngồi đây cô ơi, ngồi với con nè. Ngồi đây ngồi đây bà cô vô đây đã. Nay cô thấy hết bệnh cô mừng chưa? Mừng. Đó, giảm khỏe không rồi, nó khỏe hơn lần quậy quá trời chịu nổi. Hôm nay bớt dữ lắm rồi đó. Đó, mượn xe đẩy rồi. Dạ, xe đâu? Đó, xe đâu chơi kìa, xe đâu chơi kìa. Đẩy rồi, đẩy qua, đẩy lại. Đẩy rồi. Nguyên gái lùi giờ còn có gì vậy? Trời 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 trời
Ý anh ở nhà anh tập nó nói chuyện nó biết nó quen à. Dò. Như là bé Chiết cũng không dữ mà. Ừ. Bé Chiết thì nó nói chuyện gần. Cái đó quay lâu hồi xưa đó. Chiết thằng trai phải không? Mà nó nói chuyện gần. Nói chuyện. Thầy con anh ít nói chuyện. Đúng rồi. Con anh này như con anh như nhỏ rồi sao nó tự kỷ luôn á. Tự kỷ, bị bệnh tự kỷ. Bây giờ xưa dưới chung với mẹ nó làm sao không biết nhưng mà phải phải được chi sớm sớm là hay biết mấy. Em không biết chứ mà em thấy là nhỏ lớn rồi nó hơi gì hoài, có mẹ đó cũng vẫn vậy mà. Có mẹ nó cũng vẫn đập đầu mà. Ý là lúc đó có mẹ nhưng mà mẹ không biết chăm sóc á. Đúng rồi, hơi lơ là. Lơ là bỏ như càng ngày càng nặng á. Mà một thời gian sau mẹ đi bỏ nó buồn luôn. Đúng rồi. Cái gì đó có mẹ nó cũng đập vô thanh giường bụp. Nay anh thấy có giảm có còn đập đầu không mấy ngày nay? Không có đập. Qua giờ không có đập, không gà không có đập. Vậy là không có luôn không? Không. Vui. Không gà bình thường vậy đó. Nó chỉ giỡn. Đau đỡ rồi. Nó chỉ giỡn. Kha ơi. Ừ. Yến quậy quá trời nè. Ồ Kha ơi, Yến quậy quá trời nè. Anh nói theo á, nói theo ai cho bà ngoại hay gì á. Yến quậy quá trời nè. Quậy dữ không? Quậy nhiều không? Quậy nhiều con. Quậy nhiều không? Quậy quá trời luôn hả? Quậy quá trời ơi. Ôi ôi, quậy quá trời. Quậy quá trời ơi. Ồ. Sợ quá, sợ quá. Thì nói nó lớn rồi sao quậy quá trời với con, quậy quá với con cái nó bắt trước cái nó nói ấy theo. Thôi chạy chạy quậy quá trời chạy. Quậy quá trời ơi. Rồi chạy 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 chạy. Khỏe thì khỏe đỡ nhiều cái. Hồi lúc hồi hai đứa này nè hồi Yến cổ chạy vòng đập đầu quậy quạng như là mệt chết. Có mấy áo kìa đẹp mà tại không mặc nè, mấy cô gửi cho nó nhiều lúc. Gửi từ đâu? Từ Vĩnh Long hay Cần Thơ? Đồng Nai. Ồ, từ Đồng Nai gửi đồ về đây cho hả? Gửi rồi đem vào tới nhà. Nói nhà Kha cái biết hết trơn. Tại vì cái thằng Giao sát đây nè. Sao mà nói kìa? Quậy ra. Quậy kìa. Cái này quá à. Nay nói chuyện dữ rồi. Ừ, biết rồi. Nói gì vậy? Nói vậy đó. Nói tự chuyện. Nói rồi đó. Bây giờ không có gặp đập đầu nữa đâu. Nói biết quậy. Biết quậy. Ừ. Hả? Thôi mốt nhà quậy nhà nội đánh nha. Nghe không? Nhưng dỗ trở về là. Nhà không có đà quậy nha. Dỗ nhà mà mốt à. Trời Yến quậy ừ. Có chào chú Bảnh không? Thôi giờ. Giỡn khỉ á. Có đâu mọi con. Khỉ đi giỡn á. Đi mệt gì ngồi đi. Mà coi đi. Thôi ạ. Có đâu đó, ít rồi. Giảm rồi, nói chung giảm kêu cái đó đó. Nó quậy đâu. Trời. Nó khỉ á. Này, bây giờ bà gãi thiệt. Nói yên ơi. Nói bà gãi rồi. Ôi, dòng gió mưa mà, ấy gì. Màu trưng. Mưa quá trời mưa mà gì, mưa hoài. Nhìn gì à? Nhìn mà đầu nhăn mặt hết, nhăn lại. Nhìn bà nội nữa. Nhăn khỉ lên đấy, khỉ lên này. Nay mặt sáng láng dữ à. Quậy bắt à. Ờ. Quậy là bắt đó. Ờ. Quậy rồi chết mẹ bây giờ nè. Quậy rồi chết mẹ cái giếng giờ nè. Nó nói chết mẹ bây giờ nè. Quỷ sứ gì vậy? Quỷ sứ nữa. Ờ, sứ nó chửi chỗ kia đó. Nó chửi chỗ kia chịu mẹ. Nó quỷ sứ kia quậy hoài à. Quậy hoài à. Nó chửi ta quậy. Bữa đó Yến lại đó là nguyên quanh viện ta ớn lạnh với Yến. Đúng không? Nó sợ con nhỏ nó la quậy. Trời nó lại ngay mặt Yến nó kê kê vô nó la Yến à. Mà chịu mà muốn quýt nhỏ này nó rút hình nó ngồi em ru. Quậy hoài chết mẹ Yến giờ. Yến quậy nè. Mày là mày mới vô chúa nè. Mày nữa đó thấy không? Mày chúa đó. Mấy đứa kia thiếp càng. Thì sao mà. Quỷ sứ à. Quỷ sứ à. Trong khi nó ăn đó, nó chừng nào mới ăn mà nó lấy nó mới cho à. Mày biết nói câu quỷ sứ nữa chứ. Sứ. Bơ đâu rồi? Bơ đâu biết? Bơ đâu? Lấy ra còn xin tên. Quậy hồi chết mẹ với Yến giờ. Trả rồi. Trả chưa?
ngon không? Này mua ở nhà có mua tập nói bây giờ tập lại từ đầu vậy? Tập cái này nó kia đi. Tập nó. Rồi tập cái này kia. Tập nó lấy chỗ quét nhà đồ này kia hơn. Kia nó quét hoài nó quét đâu à? Thì cũng tập kêu kêu nó gì đó lần lần rồi tập nó nói này nói kia vậy đó. Tập nói chuyện nha. Này Dương nít ra mới 1 tuổi. Đúng rồi, giờ nít mới lớn vậy đó, con anh đó vợ. Ừ. Nó mới bình phục từ 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 mới ấy chứ để lâu nó nặng á. Mấy đứa này phải chăm sóc rất kỹ luôn. Đồ mới lội sình nè, mưa nè. Dạ, mấy có cái cô nào đã gửi đồ về cho cha con. Dạ, nói chung là anh Kha giờ đưa số điện thoại ảnh về nước ngoài cũng gọi ảnh xuống mà. Giờ quen tới nước ngoài luôn mà. Ồ. Đà lum. Tại nó chứ không phải là người ta nhỏ không nhổ đâu, tại nó làm gì thì nó không được. Khi điện không hay thì đâu có họ đâu hay đâu. Nó nhỏ không nhổ. Không mới khi dẫn nó xong mà điện 6-7 tuổi người ta còn nhỏ. Nó bắt máy chứ gì. Khi còn dẫn nữa chứ nó không hay, tại vì cài im lặng để đầu tủ á. Ấy là điện thoại anh để cho đầu tủ im lặng phải không? Thì cài im lặng sợ gheo gheo. Lấy gì lại lấy dục cái bập cái hư. Như là nó ghét anh nghe điện thoại phải không? Ghét cha nghe điện thoại. Để ý mấy lần rồi. Mà cái gì không gầy nghe cũng không sao, nó nằm bụng vẫn nói chuyện được. Nó quậy giờ ngủ quê. Ừ. Ngủ quê. Ngủ vẫn nghe được. Vậy là cái chỗ ngủ trước tủ này là ngủ ban ngày thôi phải không? Ngủ ban ngày. Ban ngày. Ban đêm thì vô mùng. À ban đêm thì vô mùng. Vô mùng. À em tưởng là nó ngủ ở đây qua đêm chứ. Không có. Nó ngủ qua trong mùng. Ngủ qua đêm mùng cắn chết là. Ban ngày là ngủ đó đó. Trời nó ngủ giường á chú biết sao không, lấy cái mền chảy dưới lưng. Em mà nói vô ngủ là đóng cửa trơn luôn á. Ngủ 10 lần là đủ chục. Chảy dưới lưng. Cái cũng như nó chạy xuống như này rồi nó mới nằm lên. Ừ. Mà mình chưa có niệm thì nó đái. Anh Kha có khi nào nó bị ấy là thường bình thường á nó có bị sốt nóng gì không? Không. Chỉ đi bác sĩ luôn á nếu mà bệnh á không có luôn hả? Không từng bị sốt nóng hả? Có lạnh đó, nó nóng. Có nóng thì khám. Lâu lâu mới có chứ không phải có lâu lâu. Đi bác sĩ vậy. Đúng là phơi nắng phơi mưa vậy mà không sao ha. Ừ. Mình nó ấy lên. Sao hết trơn mấy đứa nhỏ thì bệnh trước hết trơn luôn mấy cái nó. Mà nó nóng nó ho. Chết chết đi lên chạm mua. Chết. Không có khám nữa. Chết. Trên chạm nè, lên chạm rồi khám rồi cậu lấy thuốc. Cậu ý là. Mà nó khổ cho luôn thuốc nó cũng hết á. Chút xíu là nó hết rồi nè, nó nóng rồi gần vậy nè. Một chút xíu nó hết rồi. Rồi bệnh rồi, nóng rồi. Nó vậy không? Bệnh là nó kêu. Bệnh rồi, nóng hả? Đái gì đó. Nói hoài vậy mà có đái đâu, khỉ gì. Ờ, bánh nè, ừ. Yến bánh nè, bánh nè. Đó, biết nói không? Yến bánh nè. Giờ nó tập ấy, tập từ từ đi anh Kha, giờ ổn rồi. Dạy nó, dạy nó nấu này kia đâu á, dạy. Ừ, tập cho nó quen đi. Ăn cóc vậy, ăn cóc. 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 Ăn rồi bỏ ra giỏng nằm đó. À, ra giỏng. Mát quá trời mà có cái vị trí. Cái giỏng đó, cái giỏng là cái địa bàn của nó mà. Ừ. Trời ơi, xưa giờ nếu mà không làm đó thôi biết tháng ngày lầy luôn rồi. Lầy mà nhờ. Có cái đó nó đỡ khổ à, đó không, đó. Không ấy. Tôi ở nhà đó rồi cha nó đi không nhà nó ăn cũng đưa trong đó đó. Ờ. Khóc biết không khóc. Quậy hồi cái má chín mẹ bây giờ nè. Rồi. Hồi nó gửi ra vậy đó. Sao nói cái từ đó nó khí thế dữ vậy mặt. Thế là không quên đó. Mặt nói chuyện căng dữ vậy con. Căng lắm. Khi mà thấy mà về đây. Rồi mình nhìn cái mặt mình đó. Nghe đây, nghe đây, tao dằn mặt xấu, sao xấu rồi, xấu rồi, nó xấu đó, nó xấu đó. Ê, Yến hát bài nghe khỏe luôn á, Yến bác biết hát là khỏe luôn á, từng nghe nó hát anh ta. Thì nó dơ mà nó ca cái gì không mà không hiểu. Dơ ơi. Hát à? Nằm nó ca dơ lên. Đó. Nó ca không hiểu. Cái dầu miếng cho tỉnh đây. Hấp cái ngón nó vô cái gì? Gì? Cái chai dầu. Nửa chai kia nó sức quá người. Bữa cho anh trai mà. Biết rồi mà qua sức thì sao để tủ nó lên nó lấy gì ra ngoài nó sức không biết nó giục đâu tiêu luôn. Nó ngồi nó lấy đi ra ngoài giỏng á. Giỏng á mà sao mất tiêu luôn trời. Sức dầu. Sức dầu. Có
quá trời. Dạ. Đi đi. Để. Thôi đừng đập đầu là khỏe à. À. Nói chung đừng đập đầu nó không ảnh hưởng. Ừ. Đập đầu là ảnh hưởng ạ. À. Không về không đập đầu. Ừ. Đây là thấy khỏe rồi, yên tâm rồi. Giỡn huyết, giỡn hả? Giỡn hoài đi. Rồi đây nè, giỡn hoài. Nó bánh tráng nó biết liền chứ. Biết bia hiểu à? Nó hiểu liền, nó biết rồi bánh tráng nó, tại nó có ăn rồi nó biết nè. Trộn chưa, chưa trộn á. Cái ba trộn biết. Chú có gần đó. Trời, nay Yến ăn bánh tráng luôn nha. Chán. Sao mời bạn vô ăn Yến? Mời em kìa, mời hai em, mời em ú kìa. Mời em bú ơi. Mời em bú ăn kìa. Qua đây nè, qua đây. Qua đây. Vậy là bữa nay buổi trưa có ngủ không Kha? Dạ. Buổi trưa nó ngủ hả? Ngủ, nhiều khi nó ngủ 1 tiếng mấy, nhiều khi ngủ 2-3 tiếng một trận. Ừ. Rồi tối là bắt đầu ngủ lâu. Đúng rồi. Ừ, tập cho nó ngủ. Không rồi, sao mà không dậy nó ngủ được nè. Bữa giờ là khác hẳn luôn phải không anh ha? Ừ. Không có đập đầu khỏe. Ừ, nói chung là em sợ đập đầu thôi, nó không đập đầu. Đập đầu thôi, nó không đập bình thường gì là thấy khỏe rồi. Ừ. Chính là đập đầu quái quá. Nó giờ chủ yếu là có người dạy nó từ từ cho nó nghe, hiểu. Nói này nói kia cho nó nghe. Ở nhà khi là mình giàu giọng nằm đó tối vô giỡn mà chỉ hoài, kêu đếm 1, 2, 3, 4 hoài không chịu đọc. Ăn thấy ngon quá ha. Gấp đũa ấy. Lấy thuốc nó thấy giảm nhiều phải không? Đúng rồi, giảm. Thấy uống nó có giảm rồi, cho nó uống tới hoài biết sao vậy. Ừ. Chứ cái loại bệnh này đồng quá nó lấy. Tại vì cái bệnh của nó là bệnh tự kỷ gì đó chứ không phải là người ta nói người tâm thần á, là nó bị ngang. Ừ. Còn con nhỏ này á, là nó từ trong bụng mẹ là sanh ra là nó cái hiệu chứng nó là 1-2 tuổi tới giờ luôn mà. Ừ. Là người ta mới kêu là tự kỷ đó, nó nói đó. Thì bà với dông theo á là nó đi nó không ở nhà đâu. Ừ. Khiến đi dữ lắm. Con nhỏ này ta đâu có đi. Nó ăn đã quýnh rồi. Nhỏ này đâu có đi đâu. Dông bà theo nó là khiến là nó đi là ở chỗ chặn nó đi khơi ở ngoài lộ luôn. Ừ. Nếu mà dông theo là cả cái cầu nó qua đi tuốt lướt rồi. Đúng rồi. Cái mấy người mà người nhập này kia nó đi dữ lắm. Dạ. Con nhỏ này đâu có đi đâu, đó là chắc không phải đâu. Dạ, anh xác nhận là con mình đâu đi, đâu bị bệnh đâu phải không? Hồi đó nghe người ấy kia mình cũng sợ mà suy nghĩ lại là đoán là chính xác là không phải dông theo đâu. Ừ. Nếu mà dông theo người khiến mình nó không có cho mình ở nhà đâu. Dạ. Đi khơi như một người khùng vậy đó. Ừ. Đi khơi dữ lắm. Con nhỏ này nó đâu có đi. Đúng rồi, ở nhà không. ăn tự quýnh lên. Tự ăn chứ nó đau cái răng của nó. Ừ. Cái này là cái này là giờ cái răng đó mình tìm cách sao ta mình đưa đi viện sao kha vậy.
À, không, em đi rồi vô tới bệnh viện phường 5 chổng lưu là người ta đâu có dám nhổ, người ta cho thuốc uống không à. Chứ nó bị ăn nó đau nhức nó khó chịu quá. Bên đây cây, bên đây cây luôn mà còn nhỏ ta nhổ không được. Không phải đâu, nhỏ lớn người ta nhổ được, nhưng mà cắm sâu ta nhổ chứ nó quậy ta. Dạ em đâu còn vô chổng mà đi dẫn vô tới Bạc Liêu mấy lần luôn mà. Có ai nhổ được đâu. Kêu nó hả miệng, hả miệng cho người ta coi, hả nó không chịu hả. Rồi nó không chịu hả miệng. Nói chung nó động đậy người ta làm không được. Đúng rồi. Nó động đậy quá nè. Phải nếu nhỏ tao dám dỗ, nhưng mà nếu mà nhỏ là chịu hả miệng là tao nhỏ đó. Ờ à, đúng rồi, nếu mà hả miệng là tao nhỏ được. Hả miệng đưa cái dụng cụ vô được. Nó cái gì đâu. Ừ. Lẽ lại nó bậm môi gì không à. Đi vô trong chỗ Bạc Liêu gần bệnh viện đó là ngay chân chỗ nhổ răng đó, bữa đem vô tới chổng luôn đó. Tính nhổ cái răng của nó. Nhưng mà có một cái là chấm thuốc rồi nó không nhức mà cái răng nó nữa nó có mọc ra không ta, nó mọc nó rụng cái đó ghê ghê. Ai biết đâu, nhỏ ai biết đâu. Cái mọc nhỏ này còn thay răng ta. Dạ. Tuổi nó. Chị. Em không lẽ nó biết đây. Ờ. Tuổi nó không lẽ không còn thay răng ta. Có lẽ cái răng cùng thì nó không thay phải không ta? Nó bình thành, nó bình thành cây này với bình thành cây này là nó hai cây luôn á. Ừ. Chứ không phải một cây luôn, hai cây luôn á. Bánh nè. Ăn gì mà không cay ha. Ừ. Nó rủ rồi chiều nãy nó ra nó cũng đưa bình thường, đi go cái nằm ngoài chơi anh. Tối nó tự nó bò vô ngủ anh hả anh kêu. Hôm kia đang nằm giỏng đó, ý là vô ngủ là vô đóng cửa ngủ đó. À. Vô đóng cửa vô một nằm ngủ à. Vô chỗ giỡn hồi ngủ à. Rồi ban đêm nó có thức à. Dạ. Còn thức không? Không, nó không có thức. Tắm trên vợ ngủ mất tiêu rồi. Chứ lúc trước anh thấy không, đầu tiên mới lại đó thì anh với cô có kể đó, 12 giờ nó hay ra đó. Ừ, nó ra hoài luôn, trước nó ra. Giờ ra, giật mình thức dậy, chết nó đông tiêu rồi. Là ra đưa ngoài. À. Lúc đó là anh chưa có uống thuốc được. Chưa, không? Lúc anh chưa quay á, lúc anh bảnh chưa quay á, là lúc đó nó quậy dữ trời luôn. Quậy không có đường mà mãi nổi luôn. Rồi này nó trời ơi, con nó bệnh mà sao mà nó bỏ con đi đâu hoài ta. Vậy chứ không đi thì tiện nó mua gạo ăn. Ừ. Đi đại luôn. Phải rồi đi mà, làm đúng rồi, em biết nó không qua cầu đó đó. À. Lúc trước á. Còn giờ là anh bỏ nó ở nhà là anh đi làm bình thường phải không? Ý là bỏ ở nhà anh đi làm được đúng không? À, cũng được mà, nhưng mà bây giờ việc làm không có. Ừ. Giờ việc làm không có. Còn mà muốn đi làm xa đi được dưới thành phố thì sao đi được? Không, anh đi thành phố được đâu. Con anh là vậy, vậy không ai chăm nổi đâu. Ở dưới quê giờ người ta ở đây tần tuôn đi nữa. Người ta tuôn tuôn đi chỉ ở nhà. Giờ em bây giờ coi không có bây giờ. Không biết sao bây giờ người ta nói á, cái chỗ làm bây giờ cạnh tranh nhiều quá. Mở người ta ế á. Ừ. Chứ không mấy người giờ cực vào giờ biết coi cái gì. Không biết sao giờ tới đâu tính tới đó. Nào đi kiếm vợ một bữa đi. Dạ. Đi kiếm vợ một bữa đi. Kiếm gì tình nghĩa mà nó cũng trên mạng coi cũng biết chứ. Nếu mà người có lương từ ấy này kia thì khỏi kiếm là về rồi, coi trên mạng vẫn thấy mà. Chứ mình đi kiếm nó còn khinh mình thêm. Thế sợ khi dễ hả? Cũng như á, nó cũng như là đi gì đó mình đi kiếm rồi nó còn khinh mình thêm đó. Ừ. Thà muốn về nữa thì giờ anh đó. Thà giờ anh đi. Ừ. Chứ giờ kiếm ở đâu nó. Nó nhầm người tới, tao đi mày biết đường kiếm không? Ví dụ nó nói câu gì đó. Ừ. Ví dụ như vợ vậy đó. Tao đi mày biết đường kiếm tao không? Từ nào tao về. Mày ngỏ hay vợ anh không ly dị mà đi bỏ được hay á. Không về đâu. Nó còn giấy tờ đây mà. Còn. Khi nó trên điện thoại bắt thấy là biết cũng tự thấy, về thấy. Bảo đảm. Cũng tự về chứ mà cần chi ở tội ảnh đi kiếm mình làm gì đúng không? Đó. Bảo đảm giờ anh thấy chứ rồi, cả thế giới thấy không lại rồi, giờ anh gọi mình thì con bệnh gì tội ảnh đi kiếm mình thì con bệnh đó thôi, thà khỏi đi kiếm mình thì cho anh nhận nuôi con đi. Ừ. Kiếm mình, nếu mà đi dẫn nhỏ theo sao nó bệnh hoạn dắt đi đâu? Đi vậy chịu đâu nổi, kiếm gì để về về thôi chứ giờ sao? Phải về về lâu rồi, 7-8 năm nay còn gì nữa. Dạ. Yeah. Phải mới đi đây thì còn gặp mai, còn đi lâu quá rồi.
Thôi vậy thấy nó giảm thì em cũng mừng rồi. Nói chung là thành bảnh rồi có không? Gan ấy đi tên tôi luôn, bởi vì anh thường cũng thương cho con em này kia là chứ. Người ta đâu phải khơi khơi mà để còn tự nhiên nó xa xa xôi rồi rồi anh như vậy vũ tao đâu rảnh đâu mà tao đi xuống thăm cha con mày quải vũ giùm người ta vậy đó, thầy có cái lòng người thương mình này kia, cứ cái duyên nợ mình vậy đó. Dạ. Chứ có thể chứ nhầm khi kêu em mà đi xuống đây em cũng đâu có đi đâu. Dạ. Đó sao vậy đó thì mấy anh trên năm trên đó người ta mình lẫn người ta cũng cảm ơn chứ mảnh với trời đó. Dạ. Okay, thì thăm bé yếm giùm á. Nói chung là khán giả cũng kêu con ha, lâu lâu cập nhật lên cho khán giả thấy á. Đây nói mình làm cho có lương tâm là ấy rồi. Dạ. Nói chung ra nếu mãi vậy thì cái tâm ảnh đi trai như tâm của con luôn, thiệt. Không có thiệt luôn. Nhưng mà con cái con không biết đâu này kia con ấy. Hôm qua mới đi xuống xóm trên bảy giá. Nhưng người ta biết anh luôn á. Dạ. Ta nói ta xem miếng rồi nè. Mấy người bảy giá. Anh ơi coi cái tên ổng qua quay gì? Qua đi 2 tiếng mấy mới tới chỗ đó quay mà người ta biết luôn, Yến người ta còn hỏi thăm nó nào hết kìa. Gì đó. Cái bữa lên bệnh viện á. Ừ. Là em vừa đi dẫn nhỏ này à, đi vô có vô. Con phải tin Khao coi con trời phải tin Khao. Dạ cho cô biết cô thấy con nè, con thấy coi ở bữa nay vô đây nữa con. Dạ để vô đây khám bệnh coi nó coi con có đỡ bớt gì không. Dạ. Thì cô nói khám bệnh lấy thuốc cho nó đi con. Thì vô bệnh viện ta cũng biết anh rồi phải không? Đi vô cô ghéo luôn, con phải tên Khao, biết tên luôn bổn. À. Ghéo cũng phải tên Khao. Dạ. Dạ đúng rồi, con Kha là Yến nạn là chỉ Yến là hai cha con nè. Ừ. Ta biết luôn trời. Ta coi trên mạng thì ta biết gì. Nghĩ coi em quay anh một tháng mấy rồi ở đây mà. Trời vô đi ra ti tới Bạc Liêu giống bữa không đi. Thôi vậy bữa nay em cũng tới đây thôi, anh dạ. Thấy nó khỏe cũng đỡ. Cũng cảm ơn anh Bảnh đồng đội xa xôi tới đây cập nhật cho. Chứ không có lại liên tục nữa nha. Dạ bà con ở đây cũng. Khi nào có cũng... cô chú anh chị nào gửi gì đó hay là liên hệ với dạ. Anh Kha. Hay là nếu mà liên hệ anh Kha không được thì liên hệ với Bảnh. Thì Bảnh sẽ nhận trực tiếp cho rồi đem xuống đi cho cả nhà mình luôn. Chứ anh Bảnh dạ, tại... chứ anh Bảnh anh đi quay nhiều chỗ nữa chứ đâu phải mà nhiều nơi giúp nhiều bà con khác nữa chứ đâu phải mà ấy đâu rồi. Thì cũng lâu lâu con dám mau hết đi nha. Cập nhật cho vậy cô dạ. Bác ở trong nước ngoài coi vậy dạ. Không nhầm người đấy muốn coi Yến còn Yến nữa không à, nhầm người có người ta muốn xem á. Dạ trời ơi, Yến mà tỉnh lại nói chuyện ai cũng thương luôn á. Hồi đó nó không bị đau gan nó cũng vẫn đập đầu mà tại à, ơi, tại nó đau đây. Đau chui miệng ra nó ra ha chui miệng nó ra hai cái khăn kia cô có mua ấy chừng luôn nó mua ấy này có đồ mới được anh Thường Quân gửi tặng từ Đồng Nai xuống nha, đồ mới đẹp luôn nha chùi vô mày cái hấu ba trời có miệng được giáo chùi chăn chùi dục hết rồi gì ổn đông mua cho nó nè hai cái cô ý người chơi chung nữa. Với chị với con mày ai chung với chị kìa chị Yến kìa. Sợ chị Yến quậy đi. Quậy đi, quậy đi đồ. Quậy nữa không? Quậy nè. Quậy nè. Đấy là vậy đó bà. Chùi cái giò đó. Đây. Đây. Ăn nó đổ tháo dữ lắm. Hao quá, ăn hao quá. Ăn hao lắm. Ăn cơm vậy đổ trắng nó vậy nè. Mày ơi. Ôi. Mãi ơi, kêu Mãi ơi, kêu mẹ con cái. Ơi, kêu mẹ. Mãi ơi, Mãi ơi. Mãi ơi, đi nhé, Mãi ơi. Chuyện cái mà. Út nè, muốn nó quậy xin một cái không có nhà thì Út nó qua rửa đâu. Ta tắm. Mới qua hớt móng giò gọi trơn nè. Rửa thay đồ nó rửa. Móng tay móng giò hớt nè. Dạ, có hớt nó qua rồi nè, hớt cho nó. Nửa tháng hớt lần. Đâu, có người cha vậy là vĩ đại rồi. Thôi vậy này đừng có. Cha này tốt quá rồi mà. Dạ, Yến đi chúc coi. Con cái không ăn. Dạ, Yến đi chúc coi. Đi đâu Yến? Đi chúc là đi đâu Yến? Đi đâu? Giờ hồi lần đi rồi bỏ nhà. Đi chợ hả? Về ngủ chiều. À, đi xong rồi về ngủ không? Vậy cái gà dẫu thấy phẹ phẹ cái chạy rồi hồi bữa đồ cái trời về. Yến đi chơi.